Cách xa Dung hoàn truyền ra, cẩn thận bị ngộ thương. Đừng chơi lớn, người cho xung quanh Dung hoàn truyền còn chưa rút. Hả? Vậy thì sao? Liên quan gì tới bọn ta chứ? Ngươi, đừng nói nữa, chúng ta không chọc nổi bọn họ đâu. Trong mắt bọn họ căn bản sẽ không có những người chơi cấp thấp như chúng ta. Bỏ đi, bỏ đi. Trương Khí, các người đi trước. Cậu đi đâu? Không biết Ngọc Ngưng muốn làm gì, chúng ta cũng ở đó giúp đi. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ta. Anh tại sao? Bạn có được 3.420 kim tệ, một tử kinh thạch, 7 cái đuôi của thằng lằn xanh của người chơi anh si. Lão A Đoàn trưởng cô đoàn bạn tốt. Thiệt là người phụ nữ cản trở. Lão đại trước đó không phải nói muốn sướng một lần rồi mới giết anh si hay sao? Sao đột nhiên thay đổi chủ ý rồi? Bây giờ đi giật tài nguyên của người chơi có ý nghĩa hơn anh si. Chúng ta nhân lúc hỗn loạn đi bắt lãnh Ngọc Ngưng. Ả đàn bà đó ngon hơn anh si nhiều. Ta sớm đã muốn hạ thủ với cô ta rồi. Hơn nữa, tài nguyên trên người cô ta chắc đủ cho chúng ta sướng một bữa ở hiện thực. Cô bị điên rồi sao? Cứ muốn chạy vào trong khu vực xét bính. Người sao ra ngoài rồi? Ta tưởng ngươi sắp bị sao băng và xét bính chết rồi. Quả lực bên trên quá mạnh, đầu ta lập tức nhảy số. Nhớ tới Dung Hoàng Tiền ở dưới lòng đất khoan cái động lớn như vậy, ta có thể từ dưới lòng đất thoát thân. Hai người sao lại ở đây vậy? Nguy hiểm. Đuôi hồ ly cuối cùng cũng lòi ra rồi. Ngươi là ai? Sao lại muốn cản trở chúng ta? Vậy mà mục kích giết hai người của chúng ta. Các ngươi sẽ không quên ta nhanh như vậy chứ? Là ngươi? Ngươi không phải là cái người bị chúng ta giết ở gần thôn Tân Thủ sao? Thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy thì tăng tới cấp 17 rồi? Các ngươi thực sự quá đáng hận. Hôm nay nhất định phải cho các ngươi nếm trải cảm giác của những người bị các ngươi cướp đoạt tài nguyên. Ông nội tha mạng, chúng ta không dám nữa. Tất cả vật tư đều ở đây hết, thả chúng ta đi đi. Anh si đâu? Các ngươi làm gì cô ấy rồi? Chúng ta chỉ là trộm tài nguyên của cô ta. Bà cô, tha mạng. Bỏ game đi, nếu không gặp các ngươi một lần, giết một lần, hiểu chứ? Hiểu rồi, hiểu rồi. Những tên cặn bã này thì không nên tha bọn họ đi. Giết cũng có thể sống lại, không cần thiết phải vậy. Bọn họ bây giờ nghèo rất mồng tơi, đây mới là sự trừng phạt ác nhất. Xem ra bọn họ là định trước sẽ phải chết ở đây. Dung Hoàng Tiền sắp bị bọn họ giải quyết rồi, thì không ngờ top 5 bàn xếp hạng gì mà tôi đổi với nhau. Chúng ta kiểu này là hết trò rồi. Vậy thì chưa chắc. Rau chân dịch tiếp tục vận chuyển, bạn gái ngươi hỗ trợ cho cô ấy. U phái bắn vào miệng nó. Máu sắp cạn rồi, nếu lúc này có thể trộm. Đừng vọng động, ngươi nhìn tên đó. Một khi có người lại gần, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay. Đáng hận thì không can tâm. Có người lên rồi. Cả thôn cái đầu heo đần, lọt người rồi, có biết không hả? Chuyện này ngươi không cần quản nữa. Hắn đã chết rồi. Trúng một mũi thì mất nhiều máu như vậy, hắn không lao được đến bên cạnh Dung Hoàng Tiền. Phải làm sao đây? Chúng ta không có cách nào có thể kiềm chế cô ta. Khoảng cách vẫn không đủ,
không thể dùng cái đó được. Kỹ năng di chuyển không tồi, đáng tiếc, vô dụng thôi. Loại chuyện này thiếu ta sao mà được. Tiểu ca ca, ngươi cứ việc lên, ta xem ai dám bắt nạt ngươi. Cô tới thiệt quá đúng lúc, manh mai. Đao chân dịch, bạn gái không cần quan tâm Dung Hoàng Tiền nữa, tiêu diệt tên đó. Ta đi bổ đao. Tiểu ca ca, kích hoạt thanh long giáp, kim quang bất hoại. Quán đổi, quang bạo trọng đạo. Vậy mà mở trạng thái vô địch. Tăng tốc, đừng hông. Đổi nhanh, xích diệt kiếm. Tuyệt sát. Cướp được rồi. Đây là nhân phẩm gì vậy? Thật nguy hiểm, chỉ nhanh một xíu. Chúc mừng, bạn thành công giết chết Dung Hoàng Tiền, có được phần thưởng. Kim qua chiến cổ, có thể tăng 15% lực công kích của đồng đội, cộng 10% tốc độ hồi máu. Yêu đao, tăng 10% lực công kích, kỹ năng chủ động, xe chỉ định riêng đối thủ biến thành cá muối, thời gian duy trì 15 giây. Level 17 lên level 19. Level 14 lên level 17. Ta đã được xem là đồng đội của hắn rồi sao? Level 13 lên level 16. Chuyện này kiếm rồi. Tên khốn. Rao chân dịch, thả ta ra. Ta phải xé xác tên tiểu tử này. Đừng làm mình mất mặt nữa. Ngươi bây giờ quýnh được người ta sao? Xin lỗi, cướp nói chừng hình như quá thiệt không nói lý, nhưng ta phải mau chóng đi vào tầng tiếp theo thôi. Hay là đền cho các người trang bị này? Không cần, còn 2 ngày nữa thì tổng kết tháng. Người cướp được Dung Hoàng Tiền cũng không thay đổi được kết quả gì cả. Top 5, ngươi không lọt vào được. Không biết nhìn hàng, thứ tốt như vậy cũng không lấy, sĩ diện dởm. Chúng ta thắng rồi. Bọn họ chắc là muốn cùng nhau khiêu chiến boss tầng thứ nhất. Mấy ngày này chắc chắn phải la được tân cấp. Để ngươi xuống. Chúng ta cũng đi quýnh quái, gặt cỏ ta giỏi nhất. Đúng vậy, có điều bây giờ cấp bậc của mọi người đều tăng. Có lẽ có thể. Chúng ta không đi quýnh quái, ta sẽ không dễ dàng bị bọn họ vượt qua. Hơn nữa, ta muốn dẫn các cô cùng nhau khiêu chiến boss tầng thứ nhất. Cái gì? Thôn Tân Thủ. Với 2 ngày, cái cục diện đều loạn cả rồi. Có điều top 5 không thay đổi lớn. Đánh rắm, top 5 trước đó là một đội. Bọn họ chắc chắn phải đè trương khí xuống. Mấu chốt là trương khí và 3 người đằng sau lại là một đội. Cho nên 2 nhóm người này tuyệt đối sẽ đấu tới ta, sống người chết. Không thể đánh ta đi khi chiến boss được. Nghe nói đám người, tiểu cuồng kia đang ở vùng quan nguyên đầu sát đàn sói sừng rồng. Giả quái mạnh nhất ở vùng quan nguyên, đó là nơi có thể đạt điểm cao nhất ở ngục rút lưỡi. Ồ, lợi hại. Vậy đám người trương khí thì sao? Bọn họ bây giờ ở... Thoải mái, các cô cũng thử xem. Dương sinh, bóp dầu, spa, thuốc điều chế đặc biệt, giúp bạn mãi không già, kim thương không ngã, người mới giá ưu đãi, chỉ cần 998. Đây chính là cùng nhau khiêu chiến boss mà ngươi nói sao? Mọi người đang điên cuồng kiếm điểm kinh nghiệm, chúng ta ở đây bóp chân, chuyện này... Không cần gấp, đợi gió tới thôi. Chỉ có mình lọt vào top 5, đợi khi khiêu chiến boss, 4 tên đó chắc chắn sẽ chơi bẩn, cho nên nhất định phải khiến mấy người tiểu lạc bọn họ cũng lọt vào top 5. Thứ hạng cấp bậc của trò chơi, ân ngục rút lưỡi trong trò chơi Diêm Dương. Hiện nay, diễn cổ tiểu cuồng level 19, trương khí level 19, âu phái IIDX level 19, đệ mỹ mỹ không thích ăn bắp cải level 18, chỗ dựa của tất cả các cô gái trong thôn level 18. Nhưng nếu kích hoạt nhiệm vụ đó, thì tiểu Diêm Dương có thể xác định được mình từng xem nhật ký, hắn sẽ làm như thế nào, bất luận như thế nào, chỉ có thể cược một ván. Đang bóp chân sao? Bạn của ta nói như vậy,
hắn ở thôn Tân Thủ bận tiêu tiền. Mấy người này hình như không có chút dáng vẻ gấp gáp. Mẹ nói chứ, để tranh thủ thời gian, ông đây ngay cả quay về thôn Tân Thủ mua quần áo tránh rét cũng không màng, bọn họ ngược lại khá biết hưởng thụ nha. Tỷ lệ phần giải che được 20%. Tên nó tâm tư rất cẩn thận, chắc chắn có dự tính khác. Chúng ta vẫn là bảo đảm bạn trai tăng cấp trước đã, chỉ cần cô ấy lọt vào được top 5. Không được. Càng như vậy, ta càng không thể để hắn vượt qua ta, vị trí đứng đầu của ngục rút lưỡi buộc phải là của ta. Mặc kệ hắn đang làm cái quỷ gì, chỉ cần kiếm điểm kinh nghiệm. Ta không tin cả ngục rút lưỡi còn có nơi thích hợp tăng cấp hơn nơi này. Giết! Thôn Tân Thủ, cửa khách sạn. Tới rồi. Sao vậy? Điểm kinh nghiệm lớn nhất của ngục rút lưỡi. Tới rồi. Đây không phải là một NPC động vật hay sao? Nó có thể kiếm được điểm kinh nghiệm sao? Ngươi không nhầm chứ? Ngươi chơi xin khiêu chiến nhiệm vụ trí phụ, thí luyện ý chí sắt thép. Sắt thép hả? Xác nhận kích hoạt từ chủ chốt, chấp nhận khiêu chiến. Mời người chơi khiêu chiến chọn chìa khóa ở đâu. Nếu đoán sai, trừng phạt là một người hạ nửa cấp. Cái gì? Hạ nửa cấp? Quá nguy hiểm rồi. Tỷ lệ thành công chỉ có 50% mà thôi. Đúng vậy, ngộ nhờ đoán sai thì hoàn toàn hết cơ hội rồi. Chúng ta cũng đi đánh quái đi. Ta đoán. Ở đây. Ngươi chỉ nói tìm chìa khóa ở đâu, chứ không nói chìa khóa ở trong tay. Chúc mừng bạn khiêu chiến thành công. Bây giờ mở ra con đường tuyến phụ, chúc các người thuận lợi. Tuyến phụ này không thể sử dụng bất kỳ vũ khí trang bị nào cả. Người chơi chỉ có thể dựa vào cơ thể của mình hoàn toàn khiêu chiến. Thí luyện này chia thành 3 dòng. Dòng đầu tiên tiến hành thí luyện tốc độ. Cùng cách bờ phía trước 300m, trước khi bè trút vào bờ, hãy bắt được 50 cá chép hoàng tiền. Ngay cả quần áo cũng thay đổi rồi. Công cụ gì cũng không có, kêu chúng ta làm sao bắt cá đây? Ở bên đó. Đau quá. Hồng ân ăn ẩn, ồn ây, không cần căng thẳng, dùng tay. Su mlem mlem. Nhiệm vụ tiến phú này tuyệt vời. Mlem mlem. Đã vượt qua thí luyện tốc độ, lập tức mở ra thí luyện tiếp theo. Thí luyện tiếp theo là tiến hành thí luyện đồ hiệu ý. Hiệu ý hả? Trong tình huống không sử dụng bất kỳ công cụ gì, bốc nổ các nóc u sầu thì có thể vượt qua thí luyện. Không sử dụng công cụ, chỉ mình trực tiếp dùng tay, không phải cũng được hay sao? Đáng hận, con này cũng trơn quá rồi, căn bản không tóm được. Thí luyện đồ hiệu ý, lẽ nào là ý cần hai người hợp tác sao? Nào Minh Mai, chúng ta thử xem, cô đứng đối diện ta. Thử thế nào? Ta đếm đến 3, chúng ta cùng nhau ép nó. Được. Đã bốc nổ 1/100 cái nóc u sầu. Yeah! Tiểu Diêm Dương, ta cảm ơn ngươi. Chỉ cần không dùng tay, các bộ phận khác đều có thể. Hai người cũng thử đi. Đã bốc nổ 5/100 cái nóc u sầu. Cái gì? Đây là quy tắc trò chơi đảo tàn gì vậy? Nhưng sự việc đã tới nước này, chúng ta chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai người không được. Nắm chắc thời gian đi. Đã chuẩn bị xong rồi. Dùng toàn bộ sức của cô, tới đi.
Được. Thiệt ra con người ta là đức chính phái, nhưng phàm là chuyện không có cách nào khác, ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Cô nhất định phải buông bỏ tư tưởng chịu sự trừng phạt của ông trời đi. Chiếu theo tốc độ thường. Cô đây là làm gì vậy? Ta và ngươi một nhóm. Ngọc Ngân tỷ tỷ, hai chúng ta cùng nhau đi. Được, được. Bọn họ biến mất không thấy rồi sao? Phải, đột nhiên thì không thấy nữa. Liệu có khi nào offline rồi không? Cẩn thận. Tập trung sự chú ý, đừng phân tâm. Level 20 lên level 21. Thôn Tân Thủ. Người đứng đầu bảng thay đổi rồi. Chỉ mà không phải là Trương Khí Dược Tiểu Cuồng, mà là... Rao Chân Dịch Dược Tiểu Cuồng rồi, chiếm vị trí đầu bảng. Bọn họ không phải một đội hay sao? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hơn nữa, có một điểm đáng phải chú ý. Tất cả thành viên của chiến đội Tiểu Cuồng đều tăng 1-2 cấp. Lai, cuộc chiến tranh đoạt top 5 người chơi mạnh nhất của Ngục Trúc Lưỡi. Nhìn lại chiến đội của Trương Khí, cấp bậc mãi không có động tĩnh. Đúng vậy, cuộc chiến tranh đoạt cuối cùng đã bước vào giai đoạn cao trào. Giờ phút này, đám người Trương Khí rốt cuộc đang ở đâu? Nơi thí luyện. Đã thông qua thí luyện đều hiểu ý, lập tức kích hoạt thí luyện tiếp theo. Các cô đi theo đằng sau ta. Trong này âm u quá. Dù sao cũng là nhiệm vụ tiến phụ siêu nhiều điểm kinh nghiệm, không thể dễ dàng có thể hoàn thành như vậy được. Cô thích Trương Khí đúng không? Đâu có. Đừng giả bộ nữa, thích một người không có gì sai cả. Cô yên tâm, ta giúp cô. Cô đừng thấy Trương Khí giống một tên đầu gỗ, thiệt ra trong lòng hắn rất rõ, chỉ là đang giả ngốc. Sao vậy? Sao vậy?